Ngày 29 tháng 11, trên mạng xã hội lan truyền những clip ghi lại cảnh một đoàn xe đám cưới được một nhóm người mặc đồng phục như vệ sĩ ra giữa đường chặn, điều tiết các phương tiện giao thông để cho đoàn xe đám cưới đi qua. Ngay sau khi những đoạn clip trên được đăng tải, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội. Nhiều ý kiến bình luận hành động của nhóm người này là không đúng vì họ không phải cảnh sát giao thông. Hình ảnh từ camera cho thấy, sự việc trên xảy ra trên tuyến đại lộ Lê Lợi ở thành phố Thanh Hóa. Đây là một trong những tuyến đường lớn đẹp nhất của thành phố Thanh Hóa. Trao đổi nhanh với báo chí, đại diện đội cảnh sát giao thông, trật tự, công an thành phố Thanh Hóa cho biết, sự việc trên xảy ra vào chiều ngày 24 tháng 11 năm 2024. Ngay sau khi nắm được sự việc, công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành xác minh, xử lý đối với các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.